Ok, hello 500 anh em. Lại là mình đây, anh Lăng Quăng, chuyên hướng dẫn mọi người về Photoshop. Cái video thứ hai này sẽ hướng dẫn mọi người về một quả cam ha. Thì trong video này thì chúng ta sẽ vẽ quả cam bằng cái công cụ có sẵn trong Photoshop ha. Không dùng cọ, một số cọ đặc biệt ra trên mạng, hoặc dùng các chất liệu mà chúng ta sẽ dùng kỹ năng, những cái thao tác, những cái gì có sẵn trên Photoshop đó, để chúng ta vẽ một quả cam. Ok, thì chúng ta bắt đầu thôi. Thì đầu tiên chúng ta muốn vẽ thì chúng ta phải tạo một file mới ha. Chúng ta bấm Ctrl N, chúng ta để chiều rộng 1920, với chiều cao là 1080 và độ phân giải là 72 pixel trên in. Tôi bấm OK. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lên trên mạng tìm một cái nét quả cam để chúng ta có cái form, để từ đó chúng ta vẽ một quả cam hoàn chỉnh ha. Form lên, chúng ta bấm là vẽ quả cam nét. Rồi chúng ta vào phần email, chọn bài một cái hình nào đó đi bạn. Rồi xem nó vào, đưa hình ảnh. OK, xem. Chúng ta tắt nó đi. Chúng ta quay lại Photoshop, chúng ta bấm Ctrl để chúng ta mở cái file này lên. Rồi bây giờ chúng ta kéo nó qua cái file mà chúng ta tạo lúc nãy ha. Tắt nó đi. Rồi chúng ta bấm Ctrl T, chúng ta giữ Shift Internet để chúng ta không lớn lên cho nó đều. Thì thường thường những cái file trên mạng đao về thì chúng ta sẽ có cái nền trắng như thế này nè các bạn. Thì bây giờ công việc đầu tiên của chúng ta sẽ lọc bỏ cái nền trắng này đi ha. Rồi thì chúng ta nhấp vào nó, chúng ta dùng công cụ Magic, Magic One Tool là OK. Và chúng ta để là tolerance khoảng 22 đi. Chúng ta bỏ cái contiguous này đi, contiguous. OK. Rồi chúng ta click, chúng ta muốn bỏ cái phần nào thì chúng ta click vào cái phần đó các bạn. OK. Bây giờ chúng ta bấm delete, rồi chúng ta bấm Ctrl D tắt vùng chọn. Rồi bây giờ thì chúng ta đã xóa hết cái nền trắng đi rồi các bạn. Bây giờ chúng ta chỉ còn là cái nét thôi. Rồi chúng ta group nó vào. Rồi bấm vào đây chúng ta bấm Ctrl G để nhân group vào. Chúng ta đặt tên là nét. OK. Ở trên này các bạn thấy nó vẫn còn cái màu trắng trắng này này. Thì bạn được để thì kệ nó, nhưng mà khi mà chúng ta vẽ thì nó bị cái trắng trắng này nó cản rất là khó chịu ha. Nó gây chúng ta số khó chịu ha. Nên chúng ta chuyển nó qua multiply. OK. Rồi chúng ta giảm opacity nó xuống đi. Nào. 10. Chúng ta giảm nó xuống nữa đi các bạn. Rồi. Rồi chúng ta click vào đây, chúng ta để red đánh dấu nó. Thì cái file nét này kia là cái file nằm ở trên cùng đó các bạn. Tại vì cái file mình vẽ là nó nằm phía dưới cái nét này nha các bạn. Bởi vậy nên chúng ta phải giảm cái nét này nó xuống cho nó mờ mờ đi, cho nó khỏi che hết cái phần quả cam mà chúng ta sắp vẽ. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một file mới. Rồi chúng ta bấm Ctrl G, chúng ta sẽ đặt tên nó là cam. OK, chúng ta đổi một màu khác đi, màu vàng đi ha. Rồi OK. Thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái quả cam ở phía trước ha. Pen tool, chúng ta sẽ nhấp công cụ pen tool hoặc nhấp D. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi, chúng ta không lớn nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ đi như thế này. Như bạn nào đi cong như thế này không được thì các bạn đi đường thẳng này. Các bạn click vào đây, các bạn giữ Ctrl, các bạn kéo nó ra. Click vào đây, giữ Ctrl kéo nó ra. Còn mình thì mình đi quen rồi thì mình sẽ đi theo đường cong này. Rồi, Enter. Ctrl Enter. Rồi chúng ta sẽ chọn một cái màu ha. Chọn màu này đi. Rồi, mình Enter lấy để tô màu. Ctrl D tắt vùng chọn. Chúng ta sẽ tạo một file mới nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ vẽ cái đường, những cái múi này ha. Rồi, phóng lớn lên, dùng công cụ pen tool. Rồi chúng ta đi thôi. Ctrl Enter. Mình sẽ chọn màu ha. Màu cam thì mình sẽ vẽ màu vàng đi. Rồi, anh ta lấy đi. Rồi bây giờ mình sẽ làm tương tự ha. Các bạn cũng thực hiện các bước tương tự như vậy ha. Bây giờ mình làm nhanh, mình tua nhanh đi. Bây giờ mình đã tô màu xong cái này rồi ha, những cái muối rồi. Thì bây giờ mình vẽ cái vỏ dưới này. Các bạn tạo một layer mới ha, cho nó nằm dưới hai layer này nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta dùng công cụ pen tool và chúng ta đi thôi. Nắp vào đây, giữ Ctrl kéo nó ra cho nó đẹp. OK.
ta sẽ chọn cái màu này. Ok, anh ta lấy đi đấy, còn cho đây thấp 1%. Bây giờ chúng ta sẽ tắt cái cam này đi, chúng ta tạo một layer mới để chúng ta vẽ cái đằng sau nha các bạn. Ctrl G group nó lại, chúng ta đặt là cam 2 2. Ok, và chúng ta đặt, chúng ta set cái màu nó là màu khác đi, màu tím đi. Chúng ta đặt nó là màu tím ha các bạn, mình đi màu tím ghét chiến tranh, yêu hòa bình và thích đi nên bình. Ok, giờ chúng ta sẽ tô cái lá này trước đi ha. Ok, chúng ta sẽ chọn màu màu xanh đi, lá thì thường thường sẽ màu xanh đấy. Rồi, chúng ta dùng công cụ pen tool để chúng ta đi cái lá. Ok, rồi chúng ta lấy delete nó từ màu. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tạo một layer mới nằm kéo xuống nha các bạn, nó nằm dưới cái lá này nha. Chúng ta vẽ sẽ tại layer mới, chúng ta vẽ cái cuốn thì nó sẽ nằm dưới đó. Nó dài chút đi. Rồi, ok, chúng ta bấm Ctrl để chúng ta cho nó tối xuống xíu, cho nó phân biệt, tách hai cái lá về cuốn này ra. Rồi, cái lá này thì nó sẽ nằm sau cùng nha các bạn. Thì chúng ta sẽ vẽ cái quả cam này trước đi. Chúng ta tạo layer mới, chúng ta kéo nó xuống. Rồi, chúng ta chọn màu, chúng ta tô màu quả cam. Màu này đi cho nó tươi. Rồi, bây giờ chúng ta phải dùng cái nút pen tool để chúng ta đi thôi. Còn cho Z luôn lại các bạn, nếu đi không đẹp. Các bạn thấy cái phần này nó bị che không? Chúng ta sẽ vẽ hết luôn ha. Click, giữ Ctrl kéo ra. Click đây, giữ Ctrl kéo ra. Nó canh sẽ cho nó tròn nha các bạn. Và cho Enter. Và ta lấy delete tổ màu đó. Bạn thấy nó hơi méo không? Chúng ta vẽ thêm vào. Rồi, ok, vẫn còn hơi méo một chút thôi, nhưng mà nói chung kệ nó đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tạo một layer mới thì chúng ta vẽ cái lá ở phía sau này, không lớn lên các bạn, mình đi cái lá này ha. Thì dùng cái công cụ pen tool này á, thì ở trong những clip trước thì mình cũng đã hướng dẫn rất là kỹ rồi ha, cái cách sử dụng đó ha. Rồi, chúng ta chọn một cái màu tối hơn màu này ha. Ok, rồi chúng ta anh lại delete tô màu đó. Rồi, bây giờ thì chúng ta đã tô màu xong phần màu cơ bản rồi đó các bạn. Tắt phần này đi. Anh thấy dễ không? Dễ như ăn cam luôn ha. Ok, chào mừng các bạn quay lại với cái phần 2. Tiếp tục chúng ta sẽ tả chi tiết quả cam ha. Thì đầu tiên mình vẽ quả cam phía dưới trước đi, mình tắt con mắt quả cam mà đặt tại này cho cam 1 đi, tắt cam 1 trước đi ha, giờ mình sẽ vẽ cam 2. Thì chúng ta sẽ vẽ từ trên xuống dưới trước ha. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ cái lá. Rồi, tên này là lá. Thì thường thường cái lá nó sẽ có cái cuốn như thế này nè các bạn. Thì chúng ta sẽ tạo một layer mới. Rồi, chúng ta bấm Ctrl Alt G để chúng ta group nó vào. Chúng ta tắt hết mấy cái này đi. Rồi, thì chúng ta sẽ chọn một cái màu tối hơn cái màu lá này ha, để chúng ta vẽ cái cuốn. Ok, rồi chúng ta sẽ dùng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhấn B để chọn cọ, và chúng ta sẽ chọn cái cọ để chúng ta vẽ nét cái lá ha. Cọ này đi. Rồi, chúng ta opacity là 100%, cọ hơi to đấy. Cái nét này là thấy ok rồi ha. Chúng ta bấm Ctrl Z lại. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào công cụ pen tool, nắp vào đây, nắp vào đây, chúng ta nắp vào đây và chúng ta kéo nó ra, giữ, các bạn giữ luôn nha, nắp vào, giữ, kéo nó ra, không giữ Ctrl, các bạn kéo nó lên này. Rồi, thêm một điểm ở đây, giữ Ctrl kéo nó ra, rồi các bạn vào stroke path, các bạn chọn là cọ, các bạn ok. Thì cái cọ chúng ta chọn lúc nãy á, nó sẽ đi theo cái đường path này luôn, rất là đẹp luôn ha các bạn. Chứ chúng ta phải tay biết chỗ nào cho nó ra được cái đường đẹp như thế này.
Và bây giờ chúng ta muốn bỏ đường bát thì chúng ta nhấp chuột phải. Delete path đi. Ok không? Dễ không? Này, bây giờ chúng ta sẽ vẽ những cái sọc bên này ha. Thì những cái sọc thì chúng ta sẽ cho nó nhỏ hơn nha các bạn. Thì chúng ta lại chúng ta nhấn B, nhấp chuột phải. Chúng ta chọn đây là 2 thôi. Ok. Này chúng ta quay lại con đường pen. Nhấp vào đây, nhấp vào đây và nhấp vào đây. Như những clip trước mình nói ha, các bạn phải nhấp đúng chỗ ha. Nhấp không đúng chỗ là mệt luôn á. Rồi, chúng ta sẽ nhấp vào đây. Giữ control kéo lên. Nhấp vào đây, giữ control kéo lên. Rồi. Chúng ta vào Stop Path. Chọn Bullet. Các bạn chọn một lần thì nó sẽ tự động nhớ ha. Mà ok. Nhấp chuột phải. Delete Path. Rồi, các bạn sẽ vẽ tiếp nha. Stop Path. Ok. Delete Path. Thật ra có một cách nó làm nhanh hơn đó các bạn. Chúng ta dùng phím tắt á. Nhưng mà mình chỉ hướng dẫn tới đây thôi ha. Mình hướng dẫn nhiều quá thì các bạn lại rối. Ok. Delete Path. Rồi xong. Mình thấy đẹp không? Đỉnh không? Đỉnh của chóp không? Tạo độ đậm cho cái lá này ha. Chứ cái lá vẽ vậy thì nó giống như nít vẽ quá. Tao tạo lại mới. Control Internet G. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn cỏ. B chọn cỏ. Chúng ta sẽ tả chất liệu cho cái lá. Nên chọn cỏ này đi ha, 39 đi. Và những cái cỏ này là những cái cỏ mặc định của Photoshop nha các bạn. Mình chỉ dùng những cái cỏ mặc định để mình vẽ đây ha. Chứ không phải dùng những cái cỏ đặc biệt ở trên mạng ha. Photoshop có gì thì chúng ta dùng cái đó để chúng ta vẽ thôi. Rồi, chúng ta để opacity lên là 50 thôi nha các bạn. 50 thôi, vẽ cho nó mềm. Và bây giờ chúng ta vẽ thôi. Tung 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 tung. Chúng ta để multiply nha. Rồi. Ok. Vẫn còn hơi đậm đấy. Ta để là 20 thôi. Rồi. Thì chúng ta sẽ linh động nha các bạn. Chúng ta sẽ tăng opacity lên cao hoặc thấp để chúng ta tả cho nó mềm, cho nó đẹp. Các bạn thấy không? Rồi. Các bạn để opacity bên này là 70 thôi cho nó mềm. Mình tạo layer mới. Mình drop nó vào. Các bạn chuyển qua screen để các bạn tả ánh sáng. Vẫn dùng cái màu này luôn nha các bạn. Vẫn dùng cái màu mặc định của cái lá hồi nãy luôn nha. Rồi, chúng ta quay lại cỏ. Rồi chúng ta vẽ thôi. Ok, nghe ok không? Nó nhỏ xuống. Rồi, chúng ta giảm opacity xuống 70. Rồi, ok. Tả thêm chút này đi. Rồi, ok, bây giờ chúng ta đã có một cái lá rồi đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái cuốn. Tạo cái mới. Mình drop nó vào. Mình tỉ. Và chúng ta sẽ dùng cái cỏ này luôn nha các bạn. Chúng ta để là 50% đi. Rồi. Rồi chúng ta giảm opacity xuống 5 7 đi. Rồi. Xong cái lá rồi đấy. Tải luôn cái lá này luôn đi ha. Tại chúng ta đang dùng cái màu này, chúng ta đang dùng cái cỏ này. Chúng ta tải luôn cái lá này luôn đi. Chúng ta tạo một layer mới. Chúng ta drop nó vào. Chúng ta quay lại cỏ. Chúng ta tả thôi. Để giảm nó xuống opacity là 20 đi. Để multiply nha các bạn. Tả tối thì cứ multiply. Còn muốn tả ánh sáng thì cứ thì chúng ta sẽ chuyển qua cái bộ lọc screen. Hai bộ lọc thần thánh ha. Thế về mọi thứ trên đời. Rồi, tại cái lá này nó nằm phía sau nên cho nó tối ha. Tạo layer mới, anh rút nó vào. Screen á, tả ánh sáng. Ok, giảm opacity xuống. Xong. Nấy đỉnh không? Chúng ta mở qua cam ha. Bây giờ chúng ta sẽ tới phần quan trọng, chúng ta vẽ qua cam ha. Chúng ta tạo một layer mới. Chúng ta unwrap nó vào. Chúng ta sẽ chọn một màu tối hơn nha các bạn. Thì chúng ta tả. Bây giờ chúng ta sẽ tả cái phần tối của cái quả cam này trước ha. Chúng ta sẽ chọn cỏ. Dùng cái cỏ này luôn các bạn. Rồi. Opacity trong đề 20, chúng ta phóng lớn nó lên. Chúng ta sẽ tả cái phần tối như bên này nè. Để multiply nha. Chúng ta giảm 10 xuống. Chúng ta phải linh động nha các bạn. Chúng ta giảm opacity lên xuống nè. Thì mình sẽ dùng cái bàn phím. Mình sẽ dùng số trên bàn phím nha các bạn. Dùng nhấn số 5 thì nó lại lên 50%. Nhấn số 1 thì nó xuống 10%. Chúng ta sẽ linh động vậy đó. Chúng ta muốn nó rõ thì chúng ta tăng opacity lên. Chúng ta giảm cỏ to nhỏ để chúng ta vẽ. Ok. Mà mình vẫn ưu tiên là các bạn để opacity thấp thôi, vẽ cho nó mềm. Rồi, chúng ta giảm opacity xuống 70. Rồi chúng ta tạo một layer mới nè. Được rồi, chúng ta vẫn để multiply nha các bạn. Rồi, chúng ta quay lại cỏ, chúng ta tả tiếp.
ta phải tả hai lớp nha các bạn, cho nó đẹp. Này, tìm nước ổn rồi đó, giảm opacity xuống 70%. Rồi bây giờ chúng ta tả tối, bây giờ chúng ta sẽ quay qua tả ánh sáng ha. Group nó vào, chuyển qua screen. Chúng ta sẽ dùng cái màu này nè, chúng ta tả. Opacity 30%. Ok, tạo layer mới được nha các bạn. Anh group nó vào screen. Ánh sáng thì chúng ta vẫn tả hai lớp, tối thì chúng ta tả hai lớp. Ok, nước màu đó ta tả thôi. Ok, cái màu này nó giống cái màu quả leo quá ha. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đổi cái chỉnh cái lớp tối này cho nó đỏ đỏ lên chút, cho nó ra hình quả cam. Nào, nhấn còn nhấp vào đây, nhấn còn cho B. Chúng ta đổi nó qua màu đỏ chút, kéo qua màu vàng. Ok, thì chúng ta sẽ chỉnh cái lớp tối thứ hai này, vẫn còn cho B. Rồi bảng color balance lên. Ok. Rồi. Vậy chúng ta sẽ tả cái tối trong cái cuốn nha, chúng ta sẽ tả một layer. Chúng ta đâm group nó vào. Và chúng ta dùng công cụ pen tool. Nấp vào đây. Ok. Rồi chúng ta sẽ dùng củ cọ. Chúng ta dùng cọ này ha. Để opacity là 50. Chúng ta sẽ chọn cái màu thiệt là tối. Rồi chúng ta vẽ thôi. Chúng ta vẽ trang vậy ha các bạn. Chúng ta vào filter blue, cho set blue, ta để là 1. Ok, hơi đậm này, chúng ta giảm opacity xuống 8. Và chúng ta tạo một layer mới, anh group nó vào. Chúng ta sẽ dùng ánh sáng này, chúng ta sẽ tả cái đường gân đó ha. Ok, chúng ta sẽ bình thường cái lá ánh sáng chúng ta từ trên đây đi qua nha các bạn. Vậy trên quả cam nó sẽ có một cái bóng của cái lá này đi xuống. Chúng ta tạo layer mới. Rồi chúng ta chọn màu đen đi, chúng ta sẽ vẽ một cái hình cái bóng. Chúng ta tô màu nè, chúng ta vào filter blue, reset blue, chúng ta chỉnh nó lên cho nó mờ ra. Rồi chúng ta giảm opacity xuống 40%. Ok, để cho nó đẹp thì chúng ta dùng gom ha. Nhưng he chúng ta dùng gom. Chúng ta chọn cỏ này, chúng ta giảm opacity xuống khoảng 20%. Gom nó đi, gom nhẹ nhẹ nó đi cho nó ẩm vào phông. Hôm nay thì mình chỉ hướng dẫn vẽ tới cái cam này thôi, tại vì video nó quá dài rồi. Còn cái nụ hoa cam thì mình sẽ vẽ ở phần thứ hai ha. Chứ để một video dài quá thì các bạn nhìn cũng ngán lắm, thật mệt mỏi lắm.